Các bí thư chi đoàn tập trung bên đây này. Tôi sẽ phổ biến cách chơi này. Hai môn trò chơi, môn nhảy cầu và môn nhảy cò đều có chi trận. Tâm số 1 và tâm số 2, tâm số 9 và tâm số 10 sẽ gặp nhau trong trận đầu tiên. Các đồng chí nhá, để loại ra hai đội gặp tâm 1 và tâm 2 gặp tâm 3. Nếu như thắng tâm 1 hoặc tâm 2 thắng gặp tâm số 3. Tâm 9 và tâm 10 thi đấu thắng gặp tâm số 8. Sau đó các đội tâm 4, tâm 5, tâm 6, tâm 7, đội nào thắng vào vòng tiếp theo gặp đội số 8 hoặc đội số, gặp đội số 8, đội số 9 hoặc đội số 10, đội số 1. Chắc là số 3 vô tám. Số 3. Em kiểm tra hoàng thăm. Và tiếp theo là lượt bốc thăm của môn nhảy ba bố trước. Mời chi đội Bái Ân. Số 02. Tiếp theo là Tiên Hòa 1. Tiên Hòa 1 bắt thăm số 01. Vâng, hai chi đội đầu tiên bắt được hai cái lá thăm, rất may gặp nhau luôn. Tiếp theo là Tiên Hòa 2. Thay số 03 bắt tham số 03.
Kim Sơn. Tất nhiên rồi, còn một lá thăm cuối cùng. Mười. Vâng, tất nhiên rồi, thăm số 10 sẽ thuộc về Tiên Sơn. Trận đấu sơ loại sẽ diễn ra giữa hai đội. Trận thi đấu thứ nhất diễn ra giữa Tiên Hòa 1 và Bái Ân. Trận sơ loại thứ hai sẽ diễn ra giữa hai chi đội Thanh Xá 2 và Tiên Sơn. Sau đó chúng ta sẽ tiến vào vòng tứ kết. Vòng tứ kết trận thi đấu đầu tiên sẽ diễn ra giữa hai đội Thanh Tiên Hòa 3 và Tiên Hòa 2. Trận tứ kết thứ hai diễn ra giữa hai đội Tiên Hòa 4 và Thọ Lộc. Trận tứ kết thứ ba sẽ diễn ra giữa hai đội Thanh Xá 3 và đội thắng trong cặp thi đấu thứ nhất giữa Tiên Hòa 1 và Bái Ân. Và trận tứ kết cuối cùng sẽ diễn ra giữa hai đội Thanh Xá 1 và đội chiến thắng trong cặp thi đấu giữa Thanh Xá 2 và Tiên Sơn. Đó là lịch thi đấu cũng như thể thức thi đấu của môn nhảy bao bố. Và sau đây, các em ở các chi đội chúng ta đã sẵn sàng chưa? Đâu đó vẫn có tiếng chưa, đúng không ạ? Chính xác, thời tiết đúng là hơi nắng gắt sẽ bào mòn thể lực của các em rất là nhiều. Do đó các em cần phải chuẩn bị thật kỹ về cả thể chất và tinh thần. Các em đã sẵn sàng chưa? Tiên Hòa 1 và Bái Ân cổ vũ nhiệt tình lên nào! 1 3 bắt đầu! Come on!
được quyền chọn sân.
có sướng không? Muốn đi đầu tiếp ngay bây giờ không? Thank you.